mình test thử luôn. Đây, để bỏ muối nha. Chẳng biết như thế nào. Giờ đổ cồn vào. Cồn. Hơi bị lỗi. Đây, đổ cồn vào nha. Nước đen liền luôn. Nước đen liền nha. Này kiếm chỗ sạch làm nhanh. Trắng lên ơi. Lắc này để ý nước dần lên hết. Trắng. Trắng bon. Sạch. Nói chung là rất là sạch. Ok, 90% ok. Thử ra anh nha.